Đốc Phương Nam xin chào cô chú anh chị các bạn. Bữa nay là mùng 4 Tết thì mình cũng chưa đi săn bắt rồi mình lên ruộng là mình sẽ quay cho nhà xem cái nỗi khổ của người miền Tây, người nông dân đó nha. Mùng 4 Tết thì bữa 27 Tết mình cũng xịt gầy xong rồi đó, mà tới mùng 4 Tết nữa nó vừa cháy gầy vậy nè, những cái đây mà cháy dài chả luôn nha, cháy gì là hư lúa hết luôn à. Thì nắng hơi chán mình quay không rõ. Đây là chỗ cái chòi nhà của mình. Giờ lên, chứng minh đó cũng cháy gầy luôn, cũng anh. Vì lúa cháy gầy gì nữa nha. Cháy gầy là hết lúa luôn, không còn nữa. Lúa này nó bị hai ba giai đoạn luôn. Thì mua hành. Mua hành rất là nhiều, đây nè. Đây là cộng hành. Chưa bằng muối hành. Thì mỗi một cây gì nó cũng mất hết bông lúa à. Thì xà sao này cũng rất là nhiều rủi ro. Lúa này hiện tại là bắt đầu trổ điều. Bữa nay mùng 4 Tết nè, mình lên đây thấy gầy nhiều quá rồi cũng kêu người ta phụ xịt thuốc luôn. Hiện tại giờ người ta xịt phòng máy bay á. Chút xíu mình sẽ quay cho nhà xem cách thức xịt phòng máy bay. Nắng mấy anh nắng đang ngồi đang chịch thuốc nữa. Hiện tại giờ đang hiện đại nha, tầng máy bay. Đây lúa đài thơm thì cũng chịch chỗ rồi. Đây là trái gầy nữa nha. Hiện tượng trái gầy. Trái rất nặng luôn á. Cái này là không còn lúa nữa. Bây giờ chảnh luôn. Còn mép chỗ chầu của mình á thì nó cháy cho nó là chết lúa luôn. Bây giờ mình lên đây mình quay cho nhà xem là cảnh của bà con bị cảnh bị gầy đeo gì đó, cháy lúa thì nó sẽ bị thất bát. Thì năm nay cũng hiện tại giờ là đang thất giá, người ta cũng gầy nữa. Xong rồi đổ vô đó là bơm được. Anh pha sữa bò đó anh pha thêm sữa bò vậy nó kẹo vậy. Cái chứa hòa là đủ đang nó bánh mì chấm ăn luôn hả? Này xịt mỗi một bình làm hai cái anh. Dạ. Cái máy này làm cái máy gì? T20 20 lít. Rồi sao có chút gì không ăn đỡ? Không chưa. Cô ăn còn để quét đầu chân. Nói chung mình một ngày sẽ được nhiêu công lên? 40 hecta hả? 1 hecta là 7 công. Cũng nhiều ha. Khoảng 280 triệu công.
tàu xuất phát. Đây là tài xế để lái cam. Lực gió rất là mạnh nha, đứng đây là bụi đầy mình luôn á. Nó đi bay tới chỗ từ định vị nó ra thuốc luôn nè. Cam bay theo kịp anh. À, kịp. Máy này đúng 20 lít luôn hả anh? Tính cho anh nhiêu tiền em trả luôn. Máy này 20 tích nó gồm có 6 tính quạt. 6 tính quạt.
này không có nước khoảng nhiêu ký anh? 6 ký rồi. Thành 6 ký rồi. Rồi gốc rất là gọn nha, có xe đi. Nãy giờ hơn nửa tiếng là xịt hơn 40 con đất nha. Giờ rồi gạch này giờ người ta cũng xong bắt đầu về.